Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Bên em Vũ Duy Ô Tô thì có rất nhiều xe, nên là các bác nào mà quan tâm đến dòng xe bất kể từ bán tải 4 chỗ 7 chỗ thì các bác cứ gặp bên em Vũ Duy Ô Tô. Vâng, đáp ứng cho tất cả các bác trên thị trường Việt Nam nhá. Vì bên nhà em thì có cửa hàng hơn 500 đầu xe cơ. Tha hồ cho các bác lựa chọn luôn. Đấy, các bác nhìn bãi xe của bên em này, rất là rộng luôn. Và hôm nay thì bên Vũ Duy Ô Tô lại tiếp tục về cửa hàng một mẫu xe Kia Morning đời 2014. Một dòng xe chạy rất là lành bền luôn. Và con này thì giá nó rẻ vì đây là một chiếc xe có taxi ra. Nhưng mà thực sự là với cái thời điểm Covid 2019 ấy, thì nói thật các bác chứ mấy năm vừa rồi là taxi không chạy. Nên là đấm ra là gần như là taxi là toàn xe đẹp thôi. 2014 với động cơ máy chỉ 1.25, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng gần 5 lít trên 100 cây. Một dòng xe chạy rất là lành, biển số Hải Phòng 15A12772. Đây là một chiếc xe ngon, bền, lành phở. Và chiếc xe này thì mang biển Hải Phòng cũng khá là lâu rồi. Dòng xe này thì đi rất là đầm chắc các bác nhá. Và đây là một mẫu xe hatchback cỡ nhỏ, kiểu dáng trẻ trung, ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu. Và con này thì đã được lên đồ rồi. Đây các bác nhìn này, lên la răng rồi. La răng đúc thể thao, 5 chấu kép. Đấy. Phanh đĩa hai bánh trước, cua đằng sau là phanh tăng trống. Và lốp thì của xe thì là đã cũng lên lốp thể thao rồi, dày dặn luôn. Đấy. Và nội thất bên trong xe là nội thất ghế da màu đen, ghế đơn giản, trần thì đã được bọc da rồi các bác nhá. Máy 1.25 nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của xe thì tương đối là ít. Và con này thì được cái là đăng kiểm thì vẫn còn được 1 năm, thoải mái cho các bác luôn. Chiếc xe mang biển số Hải Phòng, đăng ký chính tên chính chủ rồi. Về là các bác không phải nghĩ ngợi gì luôn, đặc biệt là các bác Hải Phòng. Còn nếu các bác ở tỉnh xa thì có thể là hỗ trợ sang tên rút hồ sơ cho các bác thôi. Vâng, thế còn đèn của xe thì vẫn còn nguyên bản này. Đấy, đèn halogen, bầu đèn đúng form và không có độ chế gì cả. Đấy, xe thì cứng, nói chung là chất cứng rồi, đồng sơn đều. Đấy, cản dưới thì đèn nó hơi vàng một chút theo thời gian thôi. Còn đầu cản đây thì các bác cứ đảm bảo cho các bác là xe không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ sang tên đơn giản. Vâng. Và kính của xe thì là còn zin. Vâng. Đấy các bác nhìn ạ, sơn xi tôn vỏ này. Và dòng này thì nói chung là bên em thì bán rất là nhiều. Nên là các bác yên tâm, tha hồ lựa chọn cho các bác luôn. Nội thất bên trong xe thì màu đen. Đấy, màu đen này. Tươi và đặc biệt là tông màu trần thì là màu kem sáng, cho các bác cảm giác thoải mái, không bị gò bó tức bi trong cái không gian hẹp. Thế là vô lăng thì là vô lăng hai chấu, đấy, có tích hợp còi. Con này thì không có túi khí các bác nhá, còi thì tương đối là to. Đấy, kính điện 4 cánh này, hoạt động hoàn toàn bình thường. Và con này thì nói chung là về là các bác không phải nghĩ vì là dán phim cách nhiệt rồi. Đấy, dán phim cách nhiệt cho các bác rồi. Đấy, kính này, rất là êm, lên xuống kính trượt điện đầy đủ. Con này thì được cái là kể cả như là gương chiếu hậu này, gương chiếu hậu của nó thì hoạt động hoàn toàn bình thường và gương là vẫn là gương zin đấy các bác nhá. Đấy, keo chỉ bao zin các bác luôn, chỉ keo bao zin, chỉ mụn này, bao zin toàn tập cho các bác này. Và đây là một mẫu xe cứng cáp vô cùng. Đấy, sơn xi sạch sẽ, điều hòa cơ, màn hình đa chức năng kết hợp với cả cam lùi cho các bác luôn. Đấy, làm bánh được 11 vạn theo đồng hồ công tơ mét. Đấy. Và đằng dưới thì các bác nhìn ạ, vâng, bàn đạp chân côn, chân phanh, ga của xe thì vẫn còn tươi. Đấy, sàn này, sàn da còn đẹp luôn này. Một mẫu xe lành bền, một mẫu xe hatchback cỡ nhỏ. Và bên em thì có rất nhiều cái dòng như thế này. Đây là các bác mà thích thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe và thẩm nghiệm luôn. Đấy, lỗ khoa này các bác này, đầy đủ nữa các bác nhé. Nói chung là dòng này thì là một dòng xe chạy rất là lành. Được cái là mua xe ở ngoài Bắc này thì bao giờ nó cũng... chắc xe hơn. Chứ còn xe chạy trong miền Nam, ví dụ đặc biệt là xe chạy những cái vùng bên câu nhỉ, gọi là sân bay đó, hoặc là các cái vùng như nội đô đó, thì xe chạy rất là nhiều và chất xe thì không bao giờ cứng. Đấy, lốp sinh sen ra, dòng lốp của phanh kên thì 4 quả phanh phanh kên thì các bác yên tâm là lốp dày khự luôn, lốp rất dày đúng không nhá, lốp cực dày luôn. Đấy, đồng sơn lốp dày sạch sẽ này. Đấy, các bác nhìn ạ, vâng, lốp dày này, ta lông còn, đó, ta lông còn đầy này. Đấy. Đấy, cốp sau đây thì con này mở cánh cốp này, đây các bác nhìn này, chỉ keo cốp này nó còn nguyên luôn này. Đấy, keo chỉ cốp ạ. Đấy, bên em thì nói chung là xe tầm này thì bên nhà em mua về xong rồi dọn dẹp qua, xì tút qua và để bán cho các bác. Nói chung là bán cho các bác nào có điều kiện kinh tế vừa phải thôi. Chứ cái tầm này xe gia đình chạy thì nói thật các bác chứ chưa chắc đã chạy lành bằng những cái dòng này đâu. Cái thứ hai là
dòng xe gia đình thì bao giờ giá nó cũng đúng là trên trời. Nhiều trước tầm đời 23 14 này nhưng mà vẫn giá trên 200. Thực sự là gia đình thì ít, vì là những bên gia đình thì người ta hay mua số tự động, modeling số tự động là chính. Chứ còn modeling số sàn thì ít. Mà modeling số sàn này các bác mua về các bác chạy dịch vụ cũng rất là ok. Đấy, các bác tiết kiệm được tiền và kinh tế cũng rất là phải chăng. Đấy. Sơn gì? Đấy. Cốp cửa nhẹ nhàng. Tapi sạch đẹp luôn này. Đó. Vâng. Con này thì có cái kính này là đang không lên xuống thì cái này em sẽ cho kiểm tra gara nhé các bác nhá. Vâng, kiểm tra gara đầy đủ luôn. Còn nội thất này. Đấy. Nhìn từ bên này cũng tươi, khá là tươi. Vâng, xe thì nói chung là sạch sẽ cứng rồi. Dọn dẹp đầy đủ cho các bác để các bác có thể có một chiếc xe là gọi là mình đi luôn, không phải sửa chữa mông má gì cả. Tầm này cũng 12 giờ trưa rồi, nhưng mà xe bên này em thì tương đối là nhiều. Cứ review từng chiếc một cho các bác, và bác nào mà thích thì các bác có thể là điện thoại xong rồi đặt cọc nha. Bên em sẽ ship xe ăn tận nhà cho các bác luôn. Vâng, đấy, máy thì tương đối là ngon, êm luôn đấy ạ. Vâng. Máy êm ngon, động cơ máy 1.25 siêu êm mượt luôn, tiết kiệm dầu mỡ này, nhẹ nhàng luôn. Đây các bác nhìn này, dầu vàng óng luôn này. Đấy. Và con này thì nói chung là máy của nó thì chạy mượt êm, và dòng này thì sửa chữa rất là ít, không phải nghĩ đâu các bác nhá. Đây các bác nhìn này, kể cả các cái hơi thừa hơi khói này, còn không có một tí nào luôn này. Đấy. Hơi thừa là không có luôn. Đấy. Ắc quy vẫn còn mới nhá, ắc quy mới tinh luôn này. Dầu mỡ thì đầy đủ, vàng về là các bác cũng không phải làm gì. Đấy, còi mới rồi. Đấy, nói chung là dòng này một dòng xe chạy rất là lành và ăn tiết kiệm nhiên liệu luôn đấy ạ. Chỉ keo rồi. Đấy, cái này thì đảm bảo cho các bác là xe không có đâm đụng nhá, nên là các bác yên tâm. Với cái chiếc xe này thì bên em có bán này là giá là 179 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp, hoặc là bác chỉ cần cọc tiền thôi. Em sẽ đánh xe lên tận nhà cho các bác luôn. Đấy, lốp 175 50R15, lốp dày luôn này. Đấy. Dòng xe này là một cái dòng xe mà có dịch vụ ra nhưng mà chất xe thì tương đối là cứng. Vâng. Và những ai mà yêu thích chiếc xe này thì mời các bác qua bên em xem xe. Cảm ơn các bác nhá. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.